Xin chào các anh chị. Trước mắt các anh chị là một dây chuyền sản xuất dăm gỗ. Hiện tại thì dăm gỗ được sản xuất từ các loại gỗ keo, tràm, bạch đàn, cao su và được xử lý cũng như là băm theo thông số kỹ thuật để đảm bảo được cái chất lượng cũng như là tính đồng đều. Thì dăm gỗ thường là được sử dụng để sản xuất giấy cũng như là sử dụng trong việc đốt lò. Với khả năng tạo nhiệt cao cũng như là tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong quá trình sản xuất và gia công. Hiện tại thì công ty Thấm đang có một lượng lớn dăm gỗ từ rừng sản xuất, đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng từ việc xuất khẩu hoặc là sản xuất trong nội địa. Các anh chị hãy comment dưới video này nếu mình có nhu cầu. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.